Hi, xin chào mọi người nha. Sáng nay anh lôi trong kho ra được mấy cây organ, mang ra lau chùi để thanh lý cho mọi người luôn, chứ bỏ kho miết chật nhiều lắm này. Bây giờ cứ quăng tùm lum nữa. Cái cây này thì là cây của Yamaha ha. Cái dòng này là dòng của Yamaha sản xuất cho các trường học ở Việt Nam mình á, cho nên là nó có tiếng Việt luôn nha. Nó có tiếng Việt, có những cái bài nhạc của Việt Nam mình luôn này, nhạc cho học sinh này ha. Đó. Và nó cũng giống như một cây organ bình thường thôi, nhưng mà nó thêm một số cái bài hát của Việt Nam mình để cho các giáo viên này, các học viên này dễ trong quá trình học. Thì cái cây này trước An cho học sinh tập, nhưng mà giờ bên An nâng cấp lên dòng khác rồi, cho nên thanh lý thì An có 5 cây lận, nhưng mà thanh lý hết 3 cây rồi, còn có 2 cây này thôi. Thì giá của nó chỉ có hơn 3 triệu một xíu thôi nha mọi người. Đó. Đây, để anh mở lên cho mọi người cùng nghe nha. Cây này thì tiếng với âm thanh thì khỏi bàn rồi. Của Yamaha mà. Đó, loa này. Chức năng ok hết ha. Cây này là còn nguyên zin luôn nha mọi người, chưa bao giờ đụng chạm sửa chữa gì hết. Nói chung là cái dòng này về cho các bé học thì rất là ok và nó bền ha. Đây, mã của nó là VN300 này. Cây này lúc mua mới mà thị trường Việt Nam nó bán nó cũng khoảng 4-5 triệu gì đó. Nhưng mà những cái cây như thế này mà cùng chức năng như vậy ấy, của Yamaha bây giờ thì giá nó đã tăng lên rồi. Nó cao lắm, khoảng 5-6 triệu trở lên đó. Thì nếu mà để mua về cho con học thì những cây như thế này là ok nha mấy anh chị. Đó. Thì An cũng có lựa một cây về cho con của chị ở quê. Chắc hôm nay An gửi đi về Đắk Nông luôn. Còn 2 cây. Anh chị nào mà đang có nhu cầu mua tìm một cây organ cho các bé học đó, thì có thể liên hệ với An nha. Đó. Ở đây An có một cây dòng cao hơn này. Cây này thì dòng cao hơn, chưa lau chùi luôn, bụi luôn. Để một đống. Mấy cây này thì nó không được ok lắm, nên không có bán. Rồi, anh chị nào mà quan tâm và muốn mua cho con một cây organ để tập trong dịp hè này thì liên hệ với An nha.